Như ta hẹn hò. Đi 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 đi. Đi con, chị đó chỉ đi về mà con nhìn chuyện gì vậy? Đi con, đi. Từ từ thôi nha. Swing không? Đi, đi lại giải xích đu. Chị chờ đây giải xích đu tiên. Đi con. Hôm nay thật may mắn, một ngày rất là đẹp trời luôn. Mặc cái áo này là hơi nóng luôn á nha cô chú. Trời ơi, mấy đứa nít cần chi chơi kìa. Đi lại chơi cho con, còn dư được hai cái cho chơi với mẹ kìa. You wanna swing? Ok. Trời, con bà đi kìa, con được bà không? Con bà đang có được không? Con đi vậy đó, đi vậy đó. Đi cái tướng này. Cái tướng là tướng cà khịa đó cô chú. Đi. This way. So over there. Đi đi. Yeah. À, xuống à, xuống à. Xuống à. Rồi đây nè mẹ ơi, xuống gì vậy? Mới chút xíu xuống. Cái gì mà nhát nhút nhát dữ vậy? Rồi. Rồi, con tự xuống đi. Xuống đi. Đó, đúng rồi. Thôi đi đâu chơi đi đi. Mệt quá. Rồi coi chừng nha, đi lại đằng kia là trúng nha. Không nha. Sút một cái sút cái là chạy bay luôn đó chơi nha. Làm gì vậy? Trời, tự nhiên thấy người ta chơi xích đu đứng bành háng là sao? Tướng kỳ vậy. Làm gì chơi? Trời ơi, đứng hình 5 giây. Be careful, chạy đi. 2. Chạy đi, chạy đi, careful. Đi con. Tự nhiên con xích đu con không chơi, con lại đứng coi người ta chơi cho. Trời ơi, là đứng âm cột coi người ta chơi xích đu có được không? Chạy đi, be careful. Con này nó lạ thì các bạn ơi. Rất là lạ luôn. Chạy đi. Wow. Look how good it is. Rồi đi dạy chơi chỗ khác đi. Ba hồi thì kêu lại xích đu chơi không chịu. Ba hồi đứng chơi không chịu chơi rồi cái đứng con người ta chơi. Hả à, hiểu nổi luôn. Cái gì vậy? Thì tự nhiên nó cởi giày ra. Đi. Cô chú thấy không? Hôm nay mà trời đẹp trời là mấy em bé rồi ra đi chơi nhiều lắm. Còn ngày mà không đẹp trời là phải ít đi lắm. Thôi à, thôi à. No. Bỏ xuống, please. Bỏ xuống. Nay mày đặt vô cái góc để chơi nữa. Nào giờ đâu có vô cái góc này đâu. Nay mày đặt vô đây chơi nữa. Yêu. Không có chơi vậy nha. Nó hết ngọc đó, coi được không? Ở đâu có cái muỗng để đó, cũng có lý gì hết trời. Đó, bỏ lên cái muỗng xong rồi hất đi. Cũng bài bản lắm. Như đúng rồi vậy đó. Hất làm sao chút cho vô đôi giày đi. Thấy chưa, vô giày rồi. Trời, cái thời tiết này mà chơi chơi kiểu này mà mặc áo tay dài là trống chảy mồ hôi luôn á. Nhưng mà thật sự là không phải. Nó ấm là ấm cho đôi với cho so với bên này, chứ không phải là ấm giống gì Việt Nam cô chú ơi. Ấm cũng có cỡ là mấy ta? Ấm cũng cỡ 15 độ, 15 độ C. 15, 16 độ. Đây. Nàng hoàng xuống đây. Sai gì? Sai gì? Sai chi? Thì đó, công viên thì vòng vòng miếng vậy thôi, biết vậy đó. Có bao nhiêu đâu. Đó, cà khịa đó, đó là tướng cà khịa đó cô chú. Chung nè. Ok, JD, you hide too. Go high, JD. Ok, go high. Vô không?
quá vui luôn cô chú ơi. Chú bé lắc nhắc có cái chân thon thoát luôn, cái đầu cũng có nghiêng nghiêng luôn. Đây là mặc đồ này, xô hàng đây coi. Go this way. Trời ơi, thôi đi. Thấy người ta lại cứ cà thẻ lại không? Chạy đi. Thằng Nhi sớm cái bài cái đám là đằng kia. Chạy đi. Let me see. Oh, you got a sliver? You want to go down, JD? Hey, Mom. Hi. Hi. Aww. Uh-oh. Oh, sweetie. Trời ơi, lại ôm trai. Thôi được không? Quá luôn rồi. Đứa con gái đứng tay cao trong ngòng nó không ôm thì lại ôm trai. Thôi được rồi không? Bây giờ hai đứa dành đi chung một con đường này sao đây? Trời ơi. Cái lý do mà con ôm bạn ấy là như thế nào vậy? Coi chừng cái anh đạp trúng chân con kìa. Trời đất ơi. Trời ơi, là trúng chai không? Jay, Mommy gonna hold your hand, okay? Nên mày nắm tay. Này đi đường này, ơi bảy đi đường này, đứng lên thẳng luôn. Á gì á? Trời ơi, thấy người ta đi lại đằng kia, giờ đi lại đằng kia. Đường này, this way. Đường này, trời, cái đường dễ dàng nó không đi, đi lại cái treo gì dây cáp nó đi được không? Giỏi quá. Lên luôn người ơi. Người đừng nói làm chi. Yeah. Ouch. Vô tới địa đạo Củ Chi rồi cô chú. Vô tới gì tự nhiên vô nó ngồi cởi giày. Thôi được không? Cái gì vậy con? Cái gì dính chân con hả? Đây mày coi coi. Mày sao? Hả? You wanna put your shoes back on? Trời ơi, anh ở đều xong, em cúi xong kìa. Uống chung dòng nước lột giày không? Uống chung dòng nước lột giày đi chân không á. Rồi anh đợi anh rảnh anh mang giày vô cho em đi anh. Tự nhiên rồi lột giày ra có được không? Hai, trời đất ơi. Hai với ba có được không? Trời đất ơi, lột giày bỏ giày đây rồi. Đi theo tiếng gọi của trai đẹp. Cô chú thấy bạn đó có đẹp trai không cô chú? Hả? Cô chú thấy cái
cái anh nó lớn tuổi như chơi, trời tự nhiên đi lại rờ rờ đít người ta coi được không? Mẹ đã lấy được cái khoảnh khắc đó rồi chơi ơi. Coi chừng nha. Ôi trời ơi trời ơi. Rồi, hốt dài lụm dài ơi xấu. Trời ơi con yêu đời nổi. Ơi chạy đi, chạy đi, chạy đi. What did you what you doing? What? Five. That's not nice. Where's your shoes? Give me your shoes. Go get your shoes. Go get your shoes. Nó tính đi ra, nó tính đi ra xong rồi cái Ngọc nói là phải đi vô lấy đôi giày ra cho mẹ. Nó nói ok. Shoes rồi đưa đây. Đưa shoes đây. Đây đây, ra đây. Chui ra. Ok. Rồi mang giày vô. Mang giày vô mới được đi chơi tiếp. Trời ơi chay ơi, cái kiểu này là mày về mày phải cắt móng chân con rồi. Cái móng chân con bây giờ thấy gớm quá rồi, gớm rồi nè. Trời ơi cô chú ơi, cái móng chân dài quá trời dài luôn rồi nè. Ok. Ừ. Con nói ok. Ok. Đây nè, rồi con nói nè, ok. Ok. Đúng rồi, rồi đi xuống đây. Quay người xuống. Mày không có đụng, mày không có giúp con đâu. Tự đi đàng hoàng, tự lên được thì tự xuống được. Lớn rồi không có cần ai giúp đỡ gì đó. 2 tuổi tới nơi rồi. Còn nhỏ bé gì nữa đâu. Em bé đút từng muỗng thì nói. Giờ mặc quần jean được rồi là lớn rồi. Mà quần jean mà skinny là quần jean đóng bó là lớn rồi. Rồi yeah. Good job chị đi. Chỉ có cái là không mặc tả nữa thôi là lớn luôn. Rồi đây mày nắm tay con nè. Đây mày nắm tay nè. Ok. Here. Hold my hand. No. Trời miết vậy đó. Cái miết vậy đó. Gần chút nữa kêu đi về cái là no. No this is no smoking. Hi again. Các bạn thấy nít Mỹ à, nó chơi Ngọc thấy cái kiểu đó. Nó khi lời nói của nó làm cảm thấy rất là thân thiện. Nó gặp nhau là hai, gặp nhau là ba vậy đó, nít vậy đó. Đó hai nữa. Đó, cái từ mà chào. Yeah, don't fall, JD. JD, stop. Back up a little. Yeah. Let's take a 6-story building. Oops. Ouch. Are you okay? Gặp nó thứ hai, gặp nó thứ ba, biết cái đó. Trời ơi trời. This is a wobbly staircase. Gặp 10 lần cũng 20 lần. Wiggle wobble. Gặp 100 lần cũng 200 lần. Just a little bit. Hi. Hả? She's adorable. Thank you. Be careful, okay? Mày xuống trước. Rồi, xuống đây. Dịnh đàng hoàng nha. Rồi đứng còn rung rung lắc lắc nữa. Trời ơi, đó, đứng còn rung rung lắc lắc kìa. Tại vì cái này nó rung rung lắc lắc. Careful, cẩn thận. Yay, good job, JD. Nữa, cứ giống nhau vậy đó. Đi ra đi vô, đi về vậy đó. Đề máy với lại gửi xe đồ miết vậy đó. Đi theo chơi với mấy đứa nít luôn. Thở không nổi tụi nó. No gì. Ba làm như người ta, ba làm không cho người ta đi, ba nói no. Trời ơi. Sao con đi được mà con không cho? Hay ghê á không? Tập cái cho con nít cái tính mà thân thiện á. Với lại ấy ra đường đỡ khỏi gây lộn phải không?
nhìn nhau, nhìn nhau cái hai cái cười một cái rồi không thế giới bình yên, nhìn nhau cái chào một cái vậy đó. Nước Mỹ 10 đứa như chục. Cảm ơn, xin lỗi, xin chào. Hay chứ, cái đó là phải hay. Trời ơi, lại đó hai đó, lại hai người ta đó. Trời ơi, con chị này nhăn mặt không chịu hai lại nè. Trời ơi, lại ngồi. Chị đi say hi. Trời ơi, trời lại ngồi kế bên ta. Thôi được thôi. Friendly lắm, chay chay của cô chú là rất là friendly. Nè, con xuống đây con. Gì á, gì á? Rồi giờ đeo theo bé này rồi, bé này là. Bé này là rất là nhút nhát và sợ sệt. Đây mẹ nắm tay. Ê ê ê ê. Ê ê ê ê. Nắm tay mẹ. Get away, JD, get away. Chống mặt không? Cô chú thấy chống mặt chưa? Rồi giờ đeo đeo theo bé này rồi. Có bạn mới rồi. Oops. Đứng lên. Thôi giờ dí theo rồi. Ê ê ê ê ê. Tao nó đi còn chưa dẫn mà mày đặt tao nói khiều với móc với quạt quạ đồ này kia với Kim Hiệp. Hi. Chơi con tự nhiên con lụm sỏi lụm đá chi chơi hả? Sổ đá bán được không con? Ừ, bữa nay là người phụ nữ nhặt sỏi đó cô chú, lạnh lắm. Đâu có chuyện gì làm, vô công viên nhặt sỏi chơi thôi. Oops, you got it, giỏi quá. Rồi, rồi rớt sỏi rồi, rớt sỏi dưới cỏ là con có đường y như là một kim đáy biển, con không bao giờ lụm lại được. Ngọc hồi nãy đi ngang chỗ này Ngọc cũng tính ghé đâu mà tự nhiên đi ngang qua Ngọc cũng chả để ý nữa, cái nhìn qua nó kêu park. Rồi, thấy nó tội nghiệp của mình hai trời đẹp nên không thôi cho nó ghé chơi chút. Thẳng quay cho cô chú coi luôn. 1 2 3. Rồi bây giờ chạy lại chỗ người ta chơi basketball. Thấy chưa? Thấy chưa? Chỗ người ta đang chơi, chạy lại cái là người ta nghỉ chơi nè. Mấy đứa nít này trong sớm không mấy cô chú? Ở vòng vòng ở đây không? Thôi. Giờ tới giờ phải chát rồi đó hả con? Mẹ nghĩ là tới giờ mình phải đi về rồi đó con. Về đi, đi, đi chuẩn bị tắm rửa, đi công việc nè. Đi công việc với mẹ nè, đi không? No hả? Con chứng kiến lắm, lắm đó, đang ngồi nó chơi vậy đó, chứ mày nói gì đó cũng nghe đó. Nó làm bộ nó không trả lời mình thôi. Giờ đi về nha. No, thấy chưa, nó no đó. Thấy chưa, mấy nhân vật đó đang gây lộn nào đó đó chơi. Chay có một cái sở thích là được ngắm mấy anh chơi bóng chuyền. Thôi thôi, đừng dùm cái.